Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Ngọc Trinh bị bắt? Ngày 19 tháng 10, báo Thanh niên loan tin khởi tố bắt tạm giam nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Theo đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam nữ hoàng nội y Ngọc Trinh và người dạy lái mô tô Trần Xuân Đông để điều tra về sử dụng tài liệu giả và gây rối. Và đây là hình bản tin trên báo Thanh niên. Báo Thanh niên cho biết, chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 341 và 318 Bộ Luật Hình Sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn theo đúng quy định và trong chiều ngày 19 tháng 10, các quyết định và lệnh trên đã được thi hành. Theo báo Thanh niên, quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10 và trước đó vào tháng 9 năm 2023, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát là 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW, dung tích xy lanh 1.000 phân khối, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhân, Phú Bê, thành phố Thủ Đức. Với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gói trên yên xe. Và đây là hình một bài báo viết về sự giàu có của Ngọc Trinh. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này, lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội gồm tài khoản thiết Ngọc Trinh, hiện có 6,8 triệu người theo dõi, đã nhận tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả các video. Được biết, Ngọc Trinh thời gian gần đây từng có những video khoe giàu, khoe của. Kênh 14.vn cho biết cô sở hữu khối tài sản đúng chuẩn nữ đại gia của Việt Bip. Không chỉ thường xuyên khoe các clip đập hợp tiền tỷ, Ngọc Trinh còn sở hữu căn biệt thự triệu đô, vô cùng sang chảnh. Căn biệt thự của cô lớn nhất khu phố, rộng hơn 800 m 2 trị giá hơn 24 tỷ đồng, với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn và đặc biệt là ngôi nhà có thiết kế không gian mở, với hệ thống kính trông rất rộng rãi và hiện đại. Ngôi nhà này có hãng thang máy riêng in hình của cô. Như vậy, độ giàu có của Ngọc Trinh thì không cần bàn cãi. Giờ đây, khi công an xong vào nhà cô để lục soát, tìm tài liệu, không rõ những tủ áo, váy, tủ dài hàng hiệu, trị giá tiền tỷ kia có còn nguyên vẹn hay không, hay lại có người tái mái chân tay làm thất lạc. Và đây là hình những món đồ hàng hiệu này, liệu có còn nguyên sau khi công an lục soát nhà hay không. Hành vi của Ngọc Trinh có thể nói là có phần chơi ngông nhưng mục đích của cô ta cũng chỉ là để làm nổi tạo độ hot đồng thời đây cũng là cách kiếm tiền từ youtube và tiktok dựa theo lượt view like trên các nền tảng này những con đường mà ngọc trinh chạy xe biểu diễn đều là những con đường vắng vẻ không mấy người qua lại vậy không rõ cô gây rối trực tự công cộng như thế nào còn hành vi làm giả giấy tờ thì chưa rõ nên khó đánh giá Tuy nhiên, giấy tờ mà cô này nếu có làm giả thì có lẽ cũng chẳng gây hại cho ai. Tóm lại, hành vi của Ngọc Trinh chỉ ở mức phạt hành chính là đủ, không rõ vì sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại đẩy lên thành vụ án. Phải chăng vụ án này có mục đích khác, đó là khối tài sản triệu đô của cô. Nếu vậy có phải cướp thời nay cũng quá hợp pháp và trắng trợn rồi hay không? Có phải sau dân oan sắp đến thời kỳ xuất hiện nhà giàu oan hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao Ngọc Trinh bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Bình lại thách thức dân? Ngày 17 tháng 10, báo Tuổi trẻ tiếp tục loan tin về vụ phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với dân. Bài báo với tựa đề: Kiểm điểm phó giám đốc Sở nói với dân. Cả gia đình nhà mày chết, tao đi tù cũng được. Thực chất, những lời lẽ của ông Nguyễn Tiến Dũng nếu nói là thiếu chuẩn mực là quá nhẹ, những lời lẽ này phải đánh giá là sự thách thức mới đúng. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, bị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm điểm vì đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm việc với người dân. Và đây là hình bài trên báo Tuổi Trẻ báo tuổi trẻ dẫn lời ông nguyễn cao sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cho biết sáng nay tôi đã cho sở tài nguyên và môi trường họp qua đó kiểm điểm anh dũng anh dũng thừa nhận nội dung phản ánh trên báo chí là đúng sự thật nhận khuyết điểm ông sơn cho hay anh dũng đã lên nhà người dân để xin lỗi đi cùng có các lãnh đạo huyện bí thư xã nhưng gia đình chị t đi vắng anh dũng ngồi tại chỗ viết bức thư để gửi lãnh đạo xã nhờ chuyển đến gia đình chị Tê. Còn việc xử lý vi phạm ra sao thì phải chờ vì anh Dũng thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, nên tôi đã yêu cầu anh Dũng có báo cáo rõ ràng. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo cáo gửi tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến. Anh Dũng cho biết nói trong lúc làm việc, xong đi ra ngoài cổng do bức xúc về công việc trao đổi với gia đình nhưng gia đình không phối hợp. Nhưng dù sao cũng là sai, anh Dũng thừa nhận rồi, thừa nhận là sai nên cũng mới đến xin lỗi, ông Sơn cho biết thêm. Việc ông Dũng viện cớ, gia đình người dân không phối hợp để biện minh cho mình là một cách ngụy biện. Bởi ông là người đại diện cho cơ quan công quyền, đến tìm hiểu sự việc mà lại có thái độ gây gắt, thách thức người dân. Vậy ông là đầy tớ của dân hay là phụ mẫu? Hơn nữa, nếu ông làm việc công tâm với một thái độ muốn đem lại công bằng cho dân thì tại sao người dân lại không phối hợp với ông? Tình trạng các công ty khai thác đá dùng mìn nổ đá khiến cho những nhà dân xung quanh bị nứt, sụp đã xảy ra ở rất nhiều nơi trong suốt một thời gian dài. Nhưng hầu như không có mấy gia đình được đền bù thỏa đáng, thậm chí đã có những trường hợp nổ mìn khiến người dân tử vong hoặc bị thương tật. Và đây là hình đã có rất nhiều cái chết do nổ mìn khai thác đá. Cụ thể là bà Trần Thị Chính ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2018, khi đi hái nắm ở khu vực gần mỏ đá, đã bị đá do nổ mìn bắn vào người. Bà được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong hai ngày sau đó. Trong khi đó, các công ty khai thác đá mà đa số đều là sân sau của quan chức kiếm lợi nhuận khủng từ việc đào núi mà bán, bất chấp hậu quả ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài sản và gây tai hại cho dân. Báo tuổi trẻ cho biết, trước đó tháng 9 năm 2023, một đoàn công tác đi kiểm tra thực tế phản ánh của người dân về việc nhà bị rạn nứt nghi do ảnh hưởng từ việc khai thác đá ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. Không rõ ông Dũng có sơ muối gì với bên công ty khai thác đá hay không? Nếu không, tại sao ông lại có thái độ gây gắt với người dân, những người chịu thiệt hại do công ty này gây ra? Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, trong đoàn công tác đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với gia đình chị Tê. Trong đó có câu, cả gia đình nhà mày chết, tao đi tù cũng được. Báo tuổi trẻ cho biết thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Bình lại thách thức dân? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.